chồng Na cho Na ăn món này. Bún ốc vuông. Đây, mời cả nhà cùng ăn với Na nha. Ủa cái này có phải có rau thơm, rau quế gì không? Hay rau chuối gì không? Còn lại vậy? À là đồ còn lại cho em ăn đúng không? À rau mới ra cũng hết trời. Cả nhà ăn với Na nha. Đi đâu? Nó lâu rồi hả? Sử dụng nhiều quá nó nóng. Nó là bị gì vậy? Ngon quá cả nhà. Ông Bill chồng nó làm sạch đây nè. Để lại đây nha. Mình chấm nước mắm gừng. Với cái nước mắm gừng lên mình ăn. Ăn cơm không nghĩa là tuyệt đối không ăn cơm như này cả nhà, hoặc là hạn chế chất nạp cơm trên bột vô, thay thế bằng bún bánh tráng. Ốc bươu rồi nha. Ở Quảng Ngãi của Na nó có nổi tiếng một cái quán đó là ốc bươu cây mang. Ốc cây mang trời làm ngon lắm, ăn với rau răm, ăn với miếng trắng với sả. Ngon quá. Cuộc đời là được làm đẹp, được ăn ngon, được đi du lịch, được làm những cái việc mà mình đam mê. Có một gia đình, một tổ ấm là hạnh phúc đó cả nhà. Có sức khỏe nữa, nhưng mà Na nghĩ là cái gì cũng phải có sức khỏe. Có sức khỏe thì mới vui chơi được, mới tận hưởng được. Cho nên á, đi đâu ra cũng chỉ xin là còn có sức khỏe. Có sức khỏe thì còn có thể tạo ra mọi thứ, còn hưởng thụ được. Còn không có sức khỏe thì không làm gì được hết. Đang nói cái nó bị giật, cái nó phải quay lại. Đó, là phải có sức khỏe. Có sức khỏe thì mình ăn mình cũng mới thấy ngon, mình chơi mình mới thấy vui. À, nó tùy mình nó hết. Mà không có sức khỏe không được gì hết. Có ưu tiên đến người thì cũng chỉ nằm một chỗ thôi. Không ăn, không chơi, không có gì vui hết. Đời mà không có sức khỏe nó cũng xuống sắc. Cho nên là sức khỏe là quan trọng nhất nhé. À, bây giờ Na chỉ ưu tiên những cái gì mà nó là sức khỏe cho mình thôi. Để mà ngồi ăn á thì nó không thấy được cái món đồ ăn, nên phải để nhẹ nó thấy được món đồ ăn. Thì này là mấy đứa con nó ăn sáng rồi. Ăn sáng là chăng hết à? Không ăn sáng chung với mẹ. Tại mẹ ngủ dậy thôi mà phải cho em tu ti. Tụi nó ngủ dậy việc ăn thôi, còn mình ngủ dậy phải cho con mình bú hả? Mình cho con mình tu ti trực tiếp á. Xong rồi mới vệ sinh cá nhân, gọi đầu. Gọi đầu rồi làm một số công việc rồi mới đi ăn sáng được.
tới thời điểm na bào á. Ăn không thấy ngon, ăn cái gì cũng bị nhợn á, không thấy ngon và không có cảm giác muốn ăn. Thế là phải xem mấy clip mà những người người ta ăn á, ù mà nhất là những người người ta ăn đồ chua, ăn bên Thái này kia. Bây giờ thì mình khỏe, mình bình thường lại rồi thì mình không thèm không cái clip đó. Nhưng mà cái lúc mình bào á, cái nội tiết tố của mình thay đổi, trời ơi, mình thấy mấy cái người Thái, người Lào á, ù mà họ làm đồ ăn, những người nào mà Hàn Quốc vậy, họ làm đồ ăn mà họ ăn một cách ngon lành á, cái vị giác của mình cũng thấy ăn ngon hơn. Không là cách hay, thế là bạn nào mà ốm á, ăn không thấy ngon miệng á, thì mình vô xem mấy cái ăn uống. Và khi mà thấy một người á, họ ăn ngon với những món ăn á, nó cũng thích vị giác của bạn, khiến cho bạn thích ăn hơn. Bây giờ Nam mới chịu nói lại cả nha. Cho nó cho miếng thịt vô trong cho bún không? Mấy con nào đâu ăn được bún mắm đâu, nên chồng Nam chỉ nấu một ché, một tô cho Nam ăn vậy thôi. Thấy thằng giá như là nói thằng giá, còn chồng nó không thích thằng giá. Không dùng bao đi ăn kem nha, chồng nó thích ăn kem sữa dừa, còn nó thích ăn kem dâu. Hai người đó là hai thái cực khác biệt, cho mà vẫn hòa hợp. Mà công nhận là có một người chồng biết nấu ăn sướng lắm cả nhà. Dạy có chồng nấu vô đồ ăn ngon khóa. Ngoài cái cách làm là ốc xào xả ớt, ốc bươu xào xả ớt, bún ốc bươu, rồi bún kem ăn, rồi cho xào ớt mà nó có nước á, mình không biết. À, ốc bươu là thịt cuốn xả lại giống như ở Đà Lạt ăn cũng ngon. Nhưng mà mắc. Ù, nói chuyện hay 6 phút mấy rồi. Nói chung là cái gì cũng có cái giá của nó cả nhà. Ăn ngon á và chất lượng mà sạch sẽ thì ở nhà tự làm thích nhất mà rẻ, nhưng mà cực một cái là cái công nấu, giai đoạn nấu xong rồi ăn xong là công đoạn dọn và cả nhà. Còn nếu như mà ăn bên ngoài á cũng có thể ngon, cũng có thể dở, nhưng mà chưa biết nó có đảm bảo hợp vệ sinh hay không, có chất lượng không, nhưng mà giá thì nó phải cao. Thứ nhì, nhưng mà được cái là mình không phải đụng tay đụng chân vào việc gì hết, mình chỉ việc ăn thôi là tận hưởng đó.
nhưng mà mình phải có tiền đó, cho nên là cuộc đời cái gì cũng có giá của nó hết. Cũng gọi là nó còn tính định ăn hết cái tô lận, nhưng mà quay nhiều quá thì cũng không có thời gian để up lên đâu. Nên thôi là chúc cả nhà ăn uống vui vẻ và cảm ơn đã xem clip này của Na nha. Cần mua mỹ phẩm, mua hải sản, mua các phụ kiện pizza hay các sản phẩm mà bổ sung cho sức khỏe như nghệ mật ong, như collagen thì liên hệ Na nhé.